Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok, thì anh em ơi, các bạn có biết lý do vì sao mà hôm nay mình lại vui như thế này không anh em? Mấy bạn đọc tiêu đề thì chắc mấy bạn cũng biết lý do vì sao mình vui ơi là vui như ngày hôm nay đúng không các bạn? Đó, bởi vì ngày hôm nay chính là ngày 17 tháng 2, chính là ngày kỷ niệm 1 năm mình và Sammy yêu nhau các bạn ơi. Đó, kỷ niệm 1 năm mình và Sammy yêu nhau nha các bạn. Đó, thì cái clip này mình quay vào ngày 17 tháng 2 thì chắc là ngày 18 tháng 2 là ngày hôm nay nè, mình sẽ up lên nha các bạn. Thì anh em ơi, ngày kỷ niệm gọi là một năm yêu nhau thì tất nhiên chúng ta phải tặng quà cho nhau đúng không anh em? Đó, thì bởi vậy cho nên hôm nay nè, mình sẽ làm một video gọi là tặng quà cho Sammy các bạn ơi. Mà tặng quà ngoài đời thực luôn nha, chứ không phải là gọi là tặng quà trong game đâu nha các bạn. Thì các bạn có nhớ có một lần á, mình đã từng hứa với Sammy và hứa với mấy bạn fan rằng á, là mai này đến kỷ niệm một năm mình sẽ tặng cho Sammy một cái điện thoại iPhone 11. Thì có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi tặng đi anh, tặng đi anh ơi, trời là trời, chi tiền tặng đi anh, tặng cho chị Sammy đi, rõ kiểu kiểu vậy. Cho nên là mình quyết định rằng là trong lần này là kỷ niệm một năm thì mình sẽ tặng cho Sammy một cái điện thoại iPhone 11 luôn nha các bạn. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu đi mua điện thoại iPhone và tặng cho Sammy thế nào. Let's go. 1 hour later. Thì Sammy ơi, Sammy biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 1 năm cả hai đứa quen nhau. Đó. Đúng rồi các bạn ơi, hôm nay chính là ngày kỷ niệm 1 năm mình và Sammy yêu nhau các bạn ạ. Đó, thì hôm nay mình có mua một món quà để tặng cho Sammy. Thì Sammy đang rất là háo hức để được mở quà luôn. Vậy tôi nhìn cái này hoài luôn á. Trước tiên á thì Sam đón thử coi hộp quà này là gì nè. Thì ông nói là lúc trước ông cũng không có PM cho mình là nó lấp lánh. Thì cái gì lấp lánh nữa, mình là son cũng lấp lánh nè, giày cũng lấp lánh. Nhưng mà cái hộp đó quá bé, mình không nghĩ là giày đâu, mình nghĩ là vòng cổ tay hoặc là vòng di chuyền đeo cổ này, hoặc là đôi tai, hoặc là cái nhẫn đó. À ok, Sammy bảo rằng là cái nhẫn nè, dây chuyền nè, hoặc là vòng tay các bạn ơi. Đó à, đúng rồi. Mà Sammy đoán thử cái món quà này khoảng nhiêu tiền? Không biết. Không biết hả? À? Ok rồi, để Phong cho Sam bóc quà nha. Ta da. Ok rồi, bây giờ Sammy đang cầm cái hộp quà mà mình tặng cho Sammy nè các bạn. Đó, Sammy đang rất là tò mò không biết cái gì bên trong các bạn ơi. Sammy nói chung là bây giờ Sammy đang rất là muốn mở quà luôn các bạn ạ. Ok được rồi, bây giờ bóc quà đúng không? Ok, bỏ lên trên bàn máy tính đi. Rồi, bây giờ là mình cùng với các bạn và Sammy sẽ cùng nhau bóc quà nha các bạn. Bóc đi, mở đi. Bây giờ tôi phải lắc lại có cái gì không? Không nghe gì được luôn á. Trời ơi, ông xốp không à, may mà tôi lắc đó. Trong đây có, nó có xốp mấy bạn ơi, thì mình bỏ xốp vào trong đây để gọi là tạo thêm sự bất ngờ các bạn ạ. Rồi, Sammy chuẩn bị gọi là tìm quà các bạn ơi. Gì? Gì vậy? Ô, thật hả? Không, có khi là sô-cô-la. Có khi là sô-cô-la, tôi thấy là nhiều rồi. Dơ lên cho hàng xem. Wow. iPhone 11. Thật luôn hả? Đẹp ghê không? Đẹp ghê không? Thật luôn hả? Mở đi, ai biết. Nhiều khi bên trong nó là cái gì ta, một cái quả táo hay sao, chứ đâu phải là điện thoại hay sao, hoặc là trong đây lỡ là sô-cô-la hay sao. Ui, vàng Pro Max luôn á. Rồi, mở thử đi. Bị điên hả? Điên gì? Ơi, biết, sao, biết đâu trong đây nó có dán hay không, là chuột hay là gì sao? Tôi sô-cô-la thôi, cái nghi cũng, không, nhìn mất con này cũng hay dụ lắm á. Tại vì tôi thấy có trên mạng có video sô-cô-la nha, mở ra sô-cô-la tôi giết á. Ờ, thử xem. Ôi, cẩn thận nha, mở cẩn thận nha, đừng có rung tay rơi nha. Yeah. Mở đi con nương, gì đâu vậy? Ôi mày điên, tặng cái này luôn hả?
Trời ơi, nhìn cái mặt này, nhìn mặt vui à. Trời ơi, vui. Được tặng iPhone 11 vui các bạn ơi. Ồ, cầm đàng hoàng nha, cái chừng rơi nha. Ôi, nhìn cái mặt kìa, nhìn mặt kìa. Ôi, khoái liền. Ui, thật luôn à. Ui. Ui. Ui, thật luôn à. Đâu, đâu, dơ điện thoại cho các bạn xem coi. Đó, bạn nhìn nè. iPhone 11 nha, Pro Max luôn nha, 3 camera luôn nè. Xịn lắm luôn nha, mấy chục triệu luôn á. Cái này không phải là mơ, từ từ. Cái này không phải là mơ đâu, mơ ôi, nhiều mơ. Ui, con yêu. Ấy rồi, cái này đắt lắm rồi. Ui, trời ơi, con ngờ luôn á. Ê, đóng hộp lại. Tôi sẽ chân luôn đồng cấn, tôi sẽ không xài luôn. Trời ơi. Ui, đây thật luôn hả? Thật, trời ơi, cái này là thật đó. Đừng, cái này không phải là mơ đâu, cứ hỏi hoài. Mơ rồi. À, ôi ghê vậy. Thích không? Nè, hãy bây giờ Sammy hãy nêu cảm nhận của Sammy khi mà Sammy mở hộp quà ra và Sammy phát hiện trong đó là một cái điện thoại iPhone 11. Như thế nào? Không biết nói sao luôn ạ. Tại vì á là tôi sẽ tưởng ông sẽ tặng tôi gửi là cái nhẫn hoặc là cái vòng cổ, tại ông cứ nhắc hoài luôn à. Mà tôi thì tôi không thích vòng cổ rồi, nhẫn cái vòng cổ tôi cũng thích. Mà cái này á tôi không ngờ ông tặng đâu, tại cái rất là đắt. Bây giờ cái này nó hiện tại là bao nhiêu tiền nhỉ? 3 bộ cũng đến gần 40 triệu lận. Cái này là mấy 64GB à? 64GB chắc là ba mấy triệu luôn ấy, bây giờ đắt lắm luôn ấy. Trời ơi. Trời ơi, tôi ôm cái. Ôi bạn ơi, mình được Sammy ôm các bạn ơi. Trời ơi, trời là trời lần đầu tiên được Sammy ôm luôn á. Ui, thích quá. Giờ sao em không dám xài luôn á. Không dám xài hả? À? Ủa điện thoại? Ủa cái điện thoại mình mua về để mình xài mà sao lại không dám xài? Tôi sẽ này nè, tôi sẽ cất lồng kính, tôi sẽ gọi là dán lại nè, đó, tôi sẽ gọi là niêm phong lại. Thì từ trước giờ mấy bạn, thật sự là Sammy từ trước giờ là chưa bao giờ đòi hỏi mình mua cho Sammy một cái gì cả. Thật sự luôn á, bình thường khi là những cặp đôi yêu nhau á, nhất là ngày Valentine hay là những cái ngày lễ á, thì họ thường sẽ bảo rằng là anh ơi anh tặng cho em cái này, tặng em cái kia, hoặc là sẽ đòi hỏi quà. Còn Sammy thì từ trước giờ Sammy chưa hề gọi là đòi hỏi mình tặng cho Sammy một món quà gì cả. Kể cả cái việc gọi là ngày Valentine á, Sammy cũng là người tặng quà cho mình luôn, chứ mình chưa hề tặng quà cho Sammy luôn các bạn. Thật sự không phải là mình vô tâm hay là gì đâu, mà bởi vì á là mình gọi là mình muốn gọi là dồn tiền ngày Valentine, mình không tặng quà để mình dồn tiền vô mình mua hẳn một cái điện thoại iPhone luôn, để cho Sammy gọi là một cái món quà thật là lớn luôn đó. Sammy được tặng một món quà thật là lớn luôn. Chứ thực sự là Sammy tặng hoa hay gì Sammy không thích đâu. Bởi vì là Sammy gọi là chỉ có gọi là sao ta, những cái gì mà dùng được thôi. Chứ hoặc là tặng cho Sammy đồ ăn đồ thôi. Tặng sô-cô-la còn được, chứ tặng hoa hồng là Sammy đem về Sammy không biết làm gì luôn á. Hoa hồng đâu có ăn được đâu, Sammy thích chỉ thích đồ ăn thôi. Sammy rất là ham ăn các bạn ơi, cho nên mới có biệt danh là cá mập á các bạn đó. Thì đây nè, bây giờ mình đã tặng cho Sammy một cái điện thoại, Sammy rất là thích luôn. Ôi, mình cũng có nè. Đó, mình cũng có một cái điện thoại iPhone 11 nữa bạn, màu đen nha. Đây là ảnh nền điện thoại nè, ảnh nền là ảnh của Sammy nữa bạn. Đây các bạn xem nè, đây là ảnh nền của Sammy nữa bạn. Đó, Sammy nè. Mình để ảnh nền của Sammy nè. À, cũng là điện thoại iPhone 11 luôn nha. Giờ là hai đứa mình đứa nào cũng có iPhone 11 xài luôn rồi. Quá đẹp luôn. Ok bạn ơi, thì mình đã tặng cho Sammy chiếc điện thoại iPhone 11 như là lời đã hứa rồi. Thì thật sự là Sammy rất là thích iPhone 11 bạn ơi. Simmy á, sắp tới Simmy cũng mua iPhone 11 rồi. Mà mình xài iPhone 11 nè, Simmy xài iPhone 11 nè, mà Sammy thì không có iPhone 11 thì tội cho Sammy quá. Với lại Sammy cũng là một người rất là thích xài những cái điện thoại của Apple luôn bạn ơi, của iPhone luôn. Cho nên mình quyết định rằng á là ngày gọi là kỷ niệm một năm yêu nhau, mình sẽ tặng cho Sammy gọi là một cái điện thoại iPhone 11 các bạn ơi. Đó, và nói chung là Sammy rất là vui luôn. Vui không? Vui lắm hả? Ok, thì mình nghĩ rằng là video đến đây chỉ như vậy thôi. Bởi vì là mình chỉ muốn gọi là quay lên như vậy để cho mấy bạn gọi là những bạn fan nào mà đang theo dõi mình và Sammy á, có thể biết được ngày hôm nay chính là ngày kỷ niệm một năm của mình và Sammy, để các bạn có thể gọi là chúc mừng mình và Sammy đó. Rồi ok, thì nói chung là video bóc quà chỉ có nhiêu đó thôi, tặng cái iPhone 11 thôi đó. Và mấy bạn nhớ lên Facebook coi Sammy khoe điện thoại nha, Sammy thế nào cũng chụp ảnh đăng lên Facebook quá trời luôn á. Ok, và bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây.
Và bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Anh em đừng quên là nhấn vào nút đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình và kênh của Sammy nữa nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye, yêu anh em vãi nồi.